người đợi trông, đúng không? Blue rồi, như này Chúa trên cao réo rắt để chờ sức với Chúa ban từ trời. Hi, hello, hello, xin chào các bạn của Lộc. Các bạn ơi, lại cây đàn này, lại bộ quần áo này và lại con người này chính là Lộc đây. Và hôm nay Lộc sẽ ứng dụng cho các bạn ba bài học trước mà Lộc dạy cho các bạn. Đó là bài học về điệu quạt blue, điệu giải ballad, điệu giải của điệu ballad, đúng không? Và điệu quạt ballad vào một bài hát mà thôi. Đó là bài Trông Đợi Nơi Chúa. Các bạn có đang trông đợi nơi Chúa không? Các bạn còn tin nơi Chúa không? Các bạn còn yêu mến Chúa không? Thì bài hát này sẽ ứng dụng một lúc cả ba điệu quạt blue, quạt ballad và điệu giải ballad. Thì Lộc sẽ hướng dẫn cơ bản để cho các bạn đánh được bài này trước. Và sau khi các bạn đánh được cơ bản rồi thì các bạn hãy xem phần cuối video, Lộc sẽ hướng dẫn nâng cao nhá. Thì bài này chúng ta sẽ học với nhau thêm một âm hơi khó một chút, hợp âm hơi khó một chút so với cái bài lần trước. Đó là chúng ta sẽ có hợp âm C thứ 7, C trường 7 đi. Các bạn sẽ đánh C trường 7 nhá. C trường 7, đây là cách mà Lộc đánh này. Không, buông, rồi là ngăn số 2, dây số 5, ngăn thứ nhất, dây số 4, ngăn thứ 2, dây số 3, dây số 2 buông, ngăn số 1, dây số 2. Ok nhá. Thì các bạn sẽ thấy có một cách chơi nữa cho cái C thứ 7 này, là các bạn sẽ chơi ở đây, chặn ngăn số 2, các bạn chặn này, ngón giữa nhá, các bạn vào dây số 2, ngăn số 3 nhá. Được chưa? Ngón áp út dây số 4 và ngăn số 4. Đây là mi thứ 7 nhá, mi thứ 7. Nếu mà mi đây là C thứ 7 nhá. Nếu mà C trường 7 thì các bạn đánh như thế này. C trường 7 các bạn đánh cho Lộc là dây số 4. Nó mà là cái ngón này. Dây là ngăn số 4 nhá. Và dây số 2 ngăn số 4. Ngón này, dây số 2 ngăn số 4. Còn ngón này là chặn rồi. Này đánh khó lắm, tay đầu tay đấy. Nếu bạn đánh không quen. Ok nhá, nếu bạn đánh không quen thì các bạn cố gắng tập cho mình cái này. Các bạn đỡ phải chặn. Được chưa? Mà nó có cái bát trầm này rất là hay, có cái bát mi trầm rất hay. Các bạn đánh thế này cũng được. Đấy, và học đánh thế này cũng được. Thì đây là cái bài này nó có thêm một hợp âm hơi khó để dằn. Đoạn này đoạn dằn. Thì cái đoạn này nó sẽ có, thì các bạn hiểu như thế này này. Chúng ta sẽ dùng hai ngón này, nó sẽ có la thứ 7 đúng không? Đây là la thứ 7. Các bạn đẩy lên đây nó sẽ là mi thứ 7. Các bạn đẩy lên hai ngăn thì nó sẽ ra C trường 7 đúng không? Nhưng mà các bạn phải chặn vào đây thì mới ra C trường 7 được. Thì các bạn phải chặn như thế này. Thì tức là như thế này là la thứ 7 này. Đúng không? Nhìn các bạn nhìn nè. La thứ thì các bạn phải bấm thêm một nút ở đây nữa, đúng không? Thêm một nút ở đây, đây là la thứ. Nhưng mà la thứ 7 này. Và lên đây sẽ là C thứ 7, đúng không? Tương tự như vậy các bạn có la trường 7 này. La trường 7 ở đây này. Đúng không? La trường 7, la trường nó là ba ngón như thế này, nhưng phải bỏ một ngón giữa ra thì nó sẽ ra la 7. Đó, chỉ bấm hai dây là hai ngón này thôi mà. Đấy, và dây số 4 và dây số 2 thôi. Thì đẩy lên đây. Đúng không? Đẩy thứ 2 này, đẩy được ngăn số 2 đến ngăn số 4 này thì nó sẽ ra C thứ này. Và nó sẽ ra C trường 7 này. Thì các bạn phải chặn ở đây thì các bạn phải đánh như thế này. Được chưa? Đấy, các bạn đánh như này nhá. Đấy là cái nguyên tắc hợp âm. Đây là mình nói qua để các bạn có các bạn thích đánh như nào đánh, đánh ở đây cũng được. C trường 7 đây. C thứ 7 đây. C trường 7 nữa đây. Nhá. Thì chúng ta sẽ vào cái bài này là người đợi trông Chúa trên cao, ban sức mới Chúa ban từ trời. Được chưa? Mình giải ballad, giải ballad nhá. Tăng 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 tăng. Thì cái điều quan trọng yêu cầu ở đây là các bạn phải tập cái điệu này, nó mang tính chất là đều chuẩn nhịp. Các bạn nhớ chưa? Đều chuẩn nhịp. Tăng 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 tăng, không phải là Ngộ Không như lấy kinh đâu nhỉ, mà người đợi trông Chúa trên cao, người đợi trông Chúa trên cao, ban
mới Chúa ban từ trời. Các bạn sẽ thấy là câu này nó là mi thứ, đô trưởng, dê trưởng, son trưởng. Thấy chưa? Câu đầu tiên là mi, đô, dê, son. Mi, đô, dê, son. Thấy chưa? Điệu giải ballad các bạn giải thật đều và hát vào thôi. Rất là dễ. Mi, đô, dê và son. Người đợi mi đến sang đô, ta đánh dê trướng ta về son. Người đợi trông Chúa trên cao, ban sức mới đến dê về son. Được chưa? Câu thứ nhất như vậy nhá. Câu thứ hai các bạn sẽ là nhờ quyền năng. Là thứ Đức Thánh Linh làm hành trang. Si trưởng 7. Lập sẽ đánh si trưởng 7 là quen rồi. Đấy, nói si trưởng 7 là quen rồi nhá. Thì các bạn sẽ tập này. Nhờ quyền năng Đức Thánh Linh làm hành trang theo Chúa hôm nay. Đấy, các bạn nhớ là si trường 7 này, các bạn đánh bát vào dây số 5 nhá. Si trường 7 đánh bát vào dây số 5. Dê trưởng đánh bát dây số 4 nhá. Dê trưởng bát dây số 4. Nhớ chưa? Và si trường 7 là dây số 5. Được chưa? Si trường 7 dây số 5. Nhớ la thứ và các bạn học hết rồi. Đấy. Ở đây Lộc sẽ đánh là nhờ quyền năng Đức Thánh Linh làm hành trang theo Chúa hôm nay. Tức là cái si trưởng này Lộc sẽ đánh đầu tiên là nhờ làm hành trang, Lộc sẽ đánh mi thứ, là đánh bát của mi thứ, là bát dây thứ 6. Đó là nhờ làm hành trang theo Chúa hôm nay, bát Lộc đánh dây số 5. Đấy là Lộc đánh như thế, còn cơ bản thì nó là bát dây số 5, các bạn muốn đánh như nào thì đánh. Thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau tập lại từ đầu nhá. Người đợi trông mi thứ đến đô, thêm sức mới dê ta về son. Là trời nhờ quyền năng đánh là Thánh Linh làm hành trang di thứ hôm nay. Đấy, thì cái đoạn này là đoạn kết thúc này, sang các bạn điệp khúc thì các bạn sẽ đánh như này. Làm hành trang theo Chúa hôm nay. Đấy các bạn chưa, đến chữ này này. Làm hành trang theo Chúa hôm nay. Đó, các bạn nhớ nhá. Đấy là cách mà Lộc đánh, các bạn có thể sau này các bạn có thể biến tấu tùy các bạn. Đấy là cách mà Lộc đánh rồi. Theo Chúa hôm nay, đi mà không mỏi mòn, chạy mà không mòn mỏi. Đấy, các bạn đã phát hiện ra nó là cái gì chưa? Nó chính là blue ở chỗ này đấy nhá. Chính là blue này. Làm anh trang theo Chúa hôm nay. Thực ra cái hai cái này nó chính là blue đấy. Được chưa? Lộc làm cái blue nhưng mà Lộc cố gắng đánh 6 giây, đánh rất mạnh như thế này để nó tạo ra một cái người ta gọi là dằn giữ, nó tạo ra một cái gọi là điểm nhấn để vào điệp khúc. Được chưa? Thực ra nó là chỉ là hai cái xuống của 1-2 của blue thôi nhá. Làm anh trang theo Chúa hôm nay. 2, 3, 4 mà không mỏi mòn. Được chưa? Không mà không mỏi mòn, chạy mà không mòn mỏi. Blue rồi, được chưa? Blue nha các bạn nhớ này. Cái câu này hợp âm nó là mi, đô, dê, son, y hệt như câu đầu tiên. Nhưng mà câu đầu tiên là các bạn đánh cái gì? Câu đầu tiên là các bạn giải ba lát. Đúng chưa? Nhưng câu này các bạn đã đánh blue. Đi mà không mỏi mòn, chạy mà không mòn mỏi. Được chưa? Blue thôi. Chỉ có lên và chỉ có hai cái xuống là xuống mạnh, xuống nhẹ, xuống mạnh, xuống nhẹ, xuống mạnh, xuống nhẹ. Thế rồi. Đi mà không mỏi mòn, chạy mà không mòn mỏi. Ba lát này Thánh Linh Chúa đi cùng, lòng sợ chi bao dung. Đấy nhá, các bạn đánh đến chữ mỏi thì các bạn đánh như là son trưởng nhá. Đến chữ mỏi các bạn đánh son trưởng thì các bạn đánh cho Lộc là ballad, đánh cho Lộc là ballad nhá. Các bạn đánh đi chạy mà không mòn mỏi, Thánh Linh Chúa đi cùng, ballad được chưa?
Thánh Linh Chúa đi cùng là sang đô. Đấy, son trưởng này. Đi mà không mỏi mòn, chạy mà không mòn mỏi ba lát. Thánh Linh Chúa đi cùng, lòng sợ chi bao dông. Được chưa? Thì nó là bà lù. Đoạn cuối là bà lù. Thì cái chữ dông các bạn có thể đánh bao dông. Để cái kết thúc nó ra cái ba lát nó sẽ hay cũng được đấy, hoặc là kết thúc vào blue cũng được, đó là tùy cái tay các bạn nó quen như thế nào. Thì Thánh Linh Chúa đi cùng đô trưởng vào dê và đi, đúng không? Thánh Linh Chúa đi cùng đô trưởng vào dê sang đi blue hết nhá. Thì bây giờ đấy là lần thứ nhất các bạn sẽ đánh như thế. Nhưng mà lần thứ hai các bạn sẽ không đánh như thế nữa. Lần thứ hai các bạn mà giải vẫn giải như thế này thì nó sẽ không tạo được cái cảm giác đi lên. Không, tức là không tạo được cái sự thăng hoa hay là sự gọi là sự gặp gỡ Thánh Linh khi mà các bạn hát lại lần thứ hai của cái bài hát. Thì các bạn sẽ đánh như sau, đó là người đợi trông Chúa trên cao, ban sức mới Chúa ban từ trời. Yeah, các bạn sẽ quạt vừa blue vừa ballad vào cái lần thứ hai này để có thể tạo ra một cái gọi là sức mạnh thăng hoa cho bài hát. Thì ở đây các bạn sẽ nhớ là người đợi trông Chúa trên cao, ban sức mới Chúa ban từ trời. Thì đấy, các bạn muốn đánh như nào thì đánh. Ở đây là người đợi trông Chúa trên cao, blue được, ban sức mới Chúa ban từ trời. Các bạn cứ đánh mãi blue này, các bạn có chán không? Bạn hát có ra gì không, đúng không? Thì bây giờ các bạn phải tạo cho mình một cái ballad vào đây. Thì tạo cái ballad vào đây đấy, các bạn nhớ là réo rắt, đúng không? Người đợi trông Chúa trên cao, phải chưa? Người đợi trông Chúa trên cao, ban sức mới Chúa ban từ trời. Đấy, các bạn hiểu như thế, hiểu, cố gắng hiểu nhé. Tập nhờ quyền năng đương Thánh Linh làm anh chàng theo Chúa hôm nay. Đấy, nếu mà các bạn không tạo được cái ballad blue kết hợp với nhau ở cái phần người đợi trông Chúa trên cao, thêm sức mới Chúa ban từ trời đấy, thì mãi mãi vĩnh viễn cái bài hát này nó sẽ không tạo ra màu sắc mới. Đấy, thì các bạn sẽ làm sao để đẩy nó lên được cái nhờ quyền năng Đức Thánh Linh làm anh chàng theo Chúa hôm nay, đúng không? Các bạn sẽ không tạo ra được cái sức mạnh để đi lên. Đi mà không mỏi mòn, chạy mà không mòn mỏi thì nói ra thì nó là như vậy. Nó rất là dễ, cái bài này nó ngắn và nó rất là dễ, nhưng mà nó đã áp dụng một cái gọi là các bạn phải cố gắng thách thức mình ở đây. Cái phần này nó tạo nên một cái sự lâng cao. Còn các bạn cứ đánh giải này, không đánh blue, xong rồi cái đoạn nào ballad được, các bạn nào vào ballad nó dễ rồi. Nhưng mà ở đây Lộc muốn chia sẻ các bạn này để các bạn có thể tạo ra một cái gì đó nó mang một cái sức mạnh của một người biết chơi đàn đó. Các bạn chỉ chơi là người đợi trông Chúa trên cao, réo rắt, thấy chưa? Tạo ra một cái réo rắt, tức là các bạn phải kết hợp ballad vào, tức là nó không phải là cả cái điệu ballad, nó không phải là cả cái điệu ballad tròn ủng như vậy, nó không phải là một cái điệu ballad như vậy để các bạn có thể cứ quạt được. Không phải bài hát nào nó sáng tác chọn một cái nhịp phách chuẩn đủ ballad để các bạn phải đánh nguyên một cái điệu tròn ủng của nó, mà các bạn phải đánh ra một cái gọi là một nửa của nó thôi, chỉ lấy cái réo rắt, hoặc là lấy một cái gì nó hay của nó, tức là lấy một nửa của điệu đấy. Các bạn phải có tư duy về điệu, có tư duy về nhịp phách này đấy, thì các bạn sẽ hiểu được. Người đợi trông Chúa trên cao, ban sức mới Chúa ban từ trời, nhờ quyền năng Đức Thánh Linh làm anh chàng theo Chúa hôm nay. Đi mà không mỏi mòn, chạy mà không mòn mỏi, Thánh Linh Chúa đi cùng. Đấy, chỉ có mỗi cái chỗ đi mà không mòn mỏi, Thánh Linh Chúa đi cùng này là đánh được một điệu ballad tròn đúng rồi. Còn đâu là nó không thể, nó chỉ có một nửa thôi. Thì nếu để dễ chơi các bạn đánh là blue, nó đánh đi mà không mỏi mòn, chạy mà không mòn mỏi. Các bạn đánh như thế nó không sai, nhưng mà nó không tạo ra cái sức mạnh cho một cái bài hát được. Nó sẽ không tạo ra
cái sự thăng hoa cho cái bài hát này đi lên được. Đấy, ý là muốn nói như vậy. Thì đây các bạn phải cố gắng tập cái gắt này, xong rồi ghép và cắt ghép nhá. À, đi mà không mỏi mòn, chạy mà không mòn mỏi, Thánh Linh Chúa đi cùng lòng, sợ chi bao giờ. Đấy, thì các bạn cố gắng cắt ghép, thì bây giờ Lộc sẽ chỉ cho các bạn cái chiêu mà Lộc hay phá nhất, đó là chiêu vẩy tay. Đó là đi mà không mỏi mòn nha. Các bạn sẽ học cái chiêu này của Lộc. Chạy mà không mòn mỏi. Thì cái chiêu này là chưa? Tăng cho nàng ta, tăng cho nàng ta. À, các bạn tập móng thì các bạn sẽ không tập cái này đâu. Cái này nó chỉ là cái tay của mình, nó đánh lâu năm nó tạo ra một cái độ dẻo nhất định, tức là độ trơn tru, độ gọi là quen đàn nhất định ấy. Thì các bạn sẽ tập được cái này đó. Làm hành trang theo Chúa, làm hành trang theo Chúa hôm nay, làm hành trang theo Chúa hôm nay. Đấy, nó tạo ra cái điệu dẻo nhất định. Đi mà không mỏi mòn, chạy mà không mòn mỏi, Thánh Linh Chúa đi cùng lòng, sợ chi bão giông. Thực ra đấy thì đây là mình mô phỏng để các bạn có thể hình dung được, nhưng mà Lộc đánh thì nó không bao giờ phá cách nhiều như thế, thì nó sẽ tạo ra cái bài hát nó cứ bị giật cục, bị ngắt ngừng không hay. À, các đoạn nào ngắt ngừng được, giật cục được thì nó sẽ đúng. Đấy, thì đây là một cái chiều. Đấy, thì các bạn cố gắng tập theo. Nó chỉ là đây rồi, đấy nhá. Thì đấy, thì đây là toàn bộ một cái bài hát rất là dễ. Đầu tiên là các bạn cảm thấy khó quá, các bạn cứ chơi là người đợi trông Chúa trên cao, ban sức mới Chúa ban từ trời, nhờ quyền năng Đức Thánh Linh làm hành trang theo Chúa hôm nay. Đi mà không mỏi mòn, chạy mà không mòn mỏi, Thánh Linh Chúa đi cùng lòng, sợ chi bao giờ. Đấy, nó như vậy thôi. Đấy, ba nát thì dài, ba lưu thì đánh. Đấy, còn ba lát quạt thì các bạn đánh. Đi mà không mòn mỏi, Thánh Linh Chúa đi cùng, đúng không? Xuống xuống lên xuống lên xuống xuống xuống, xuống. Nó quá là dễ, nó không có cái gì cả so với bài hát này. Nhưng mà Lộc muốn các bạn phá cách tập, đó là chính là các bạn phải đánh được cắt đôi cái nhịp ba lát ra. Người đợi trông, đúng không? Blue rồi, nhưng đây Chúa trên cao, réo rắt để chờ sức với Chúa ban từ trời. Thực ra cái bài này ấy, cái điệu nó đều nó dập dập như này thì các bạn mới dễ cắt. Sau này có những bài hát nó khó hơn nữa thì các bạn có thể khó mà cắt được ba lát ra. Thì Lộc muốn dùng cái bài hát này để giúp các bạn có thể đánh được ba lát với nhiều hợp âm, với hợp âm dày, tức là hợp âm kép của các nhịp phách nó dày đặc. Thì đấy là để các bạn, giúp các bạn tư duy về âm nhạc. Còn nếu các bạn không làm được, các bạn đánh cơ bản 1-2 năm sau các bạn có thể sẽ phá phách được thôi. Bây giờ chưa làm được thì đừng nghĩ mình bất tài, mà hãy nghĩ rằng mình chưa đủ thời gian chín muồi. Thì tất cả những gì mình chia sẻ trong video này đến đây sẽ kết thúc. Thì bạn có câu hỏi, có comment, có phản hồi, có feedback, có tất cả những lời chửi mắng nào, hãy comment và hãy đặt nó ngay bên dưới cái video này, và Lộc sẽ đọc và sẽ trả lời các bạn. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn. Goodbye. Hẹn gặp lại các bạn nhá.